Truyện thứ 8 Narada Jataka. Truyện Narada Bồ Tát tu hạnh xả Ba La Mật. Ahuracha Videhananti Idang Thammade Satnang Satha Lathi Vanu Yanasamipe Rajagaha Nagare Viharanto Uruwe Lakasa Patherang Arapha Athesi. Atha, một thuở nọ, Đức Giáo Chủ ngự an trong rừng tre gần thành Rajagaha. Ngài đề cập đến hóa độ Đức Uruvela Kassapa rồi thuyết về chuyện Narada. Các vị A-xà-lê kết tập tam tạng nương theo Phật ngôn thứ nhất là Ahuracha Videhanang Iti. Rồi giảng rộng rằng, khi Đức Thế Tôn thuyết Thamma Chakkappavana Sutra, kinh chuyển pháp luân xong, Ngài ngự đi hóa độ ba anh em, nhất là Uruvela Kassapa bỏ tà kiến cho xuất gia Ehi Phikhu trong Phật giáo. Ngài có tất cả 10.000 tỳ khưu tùy tùng ngự vào kinh đô Rajagaha để thủ lời hứa với Đức Vua Tần Bà Sa Bimbisara rồi an nghỉ trong rừng tre gần kinh đô Rajagaha. Thuở ấy Đức Vua Tần Bà Sa có 12 muôn dân cư, đồng nhau ngự đến lễ Phật, rồi ngồi nơi phải lẽ. Khi ấy, các bà La Môn, triệu phú suy nghĩ rằng, Đức Uruvela Kassapa hành đạo theo Đức Sa Môn Gotama, hay là Đức Sa Môn Gotama là đệ tử của Ngài Uruvela Kassapa, có thể vậy chăng? Khi các bà La Môn và triệu phú phát tâm nghi ngờ phân vân như vậy, Đức Đại Bi hiểu rõ tâm niệm của họ như vậy. Ngài muốn cho mọi người thấu đáo rằng Uruvela Kassapa tu theo giáo pháp của Ngài. Đức Thế Tôn liền nói với Đức Uruvela Kassapa như vậy. Kime wa diswa Uruvela wasi Akin kisako wa dano Pucha mitang Kassapa etamathang kathang Pahinang tawa agihu tanti. Này Uruvela Kassapa, ngươi là thầy dạy dỗ tất cả 500 đệ tử của ngươi trong xóm Uruvela. Này cớ sao, ngươi liền bỏ tất cả vật cúng dường lửa. Đức Uruvela Kassapa mong tỏ bày nguyên nhân ấy cho rõ rệt, bèn quỳ bạch bằng câu kệ ngôn rằng Rupecha, Sadecha, Athorasecha, Kamithiyo, Chavikwadanti, Yanna Itang Malanti Upatisu Natwa. Bạch Đức Thế Tôn, thông thường các bà La Môn sáng lập đạo cúng dường lửa đó là mong được tăng gia sắc, thinh, hương, vừa lòng phụ nữ, tham ngũ dục là điều không tinh khiết. Bạch Phật, tôi đã thấy và hiểu được sự cúng dường lửa là không trong sạch, là phiền não, lôi cuốn chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi. Bạch Phật, tôi quán tưởng thấy Niết Bàn là nơi dập tắt phiền não, không sanh diệt tức là ngũ uẩn. Tôi thấy chắc rằng Niết Bàn chẳng còn phiền não, thoát ly tam giới. Niết Bàn này chúng sanh không thể đến được. Bằng ngoài đạo tâm của người chứng quả, thoát ly tất cả thống khổ, vì thế tôi chẳng còn ưa thích sự cúng dường lửa và bỏ cả vật cúng dường như thế. Đại đức Uruvela Kassapa sau khi quỳ bạch đáp như đã giải, chỉ mong cho công chúng biết rõ rằng Ngài là hàng thinh văn của Đức Đại Bi, rồi cúi đầu mọp nơi chân Đức Phật mà tuyên bố rằng Sathame Phante Phagawa. Đức Thế Tôn là đấng giáo chủ, tôi là thinh văn đệ tử của Ngài, Ngài là đức bổn sư của tôi. Xong Đức Uruvela Kassapa liền hiện thần thông, bay lên không trung cao một cây thốt nốt, 3, 4, 5, 6 cho đến 7 cây thốt nốt, nghĩa là bay lên 7 lần, trở xuống mỗi lượt đều quỳ lại dưới chân của đấng chánh đẳng chánh giác 7 lần như vậy, rồi đến ngồi trong nơi phải lẽ. Đại chúng xem thấy thần thông phi thường như thế, rất khâm phục và bàn luận cùng nhau rằng Đức Phật có nhiều uy đức. Ngài Uruvela Kassapa mà chúng ta cho rằng là bậc A-la-hán, Phật chinh phục được
làm cho ngài Uruvela Kassapa phải bỏ vật cúng dường lửa, quy phục theo làm đệ tử của ngài. Đức Thế Tôn nghe đại chúng khen ngợi như vậy bèn phán rằng: Này chư thiện tín, Như Lai được giác ngộ rồi, hóa độ Uruvela Kassapa, đây không phải lạ thường đâu. Khi xưa Như Lai sanh làm Narada Đại Phàm Thiên, còn tham, sân, si, nhưng cũng đã chinh phục Uruvela Kassapa, cho luyện bỏ các vật cúng dường lửa theo tà đạo. Rồi ngài nín thinh, chư tỳ khưu mong được nghe tiền tích, nên quỳ xin Đức Thế Tôn giảng tiếp. Đức Phật bèn thuyết về truyện Narada rằng: Này các tỳ khưu, Atite Kale, trong thuở quá khứ có vị hoàng đế tên là Angatiracha, trị vì trong thành Mithila. Đức hoàng đế này trị dân theo chánh pháp. Đức hoàng đế có một công chúa tên là Rucha, có quốc sắc thiên hương, là vị đại phúc. Hoàng đế Angatiracha chỉ có con một nên rất quý mến. Hàng ngày đức vua ban cho công chúa những y phục quý giá và hoa thơm 25 hộp để nàng trang điểm, và thực phẩm cao lương mỹ vị vô giá. Mỗi nửa tháng, ngài đều cấp cho 1.000 lượng để công chúa chi phí tùy sở thích. Trong các quan hầu của vua có 3 vị đại thần là Vicheya, Sumana và Alata. Cả 3 vị đại thần này đều vừa lòng vua. Khi đến ngày rằm tháng 12 Ấn Độ, đức vua dạy trang hoàng đường xá từ các châu thành đến hoàng cung thật là xinh đẹp như thiên cung, rồi cho dân chúng diễn kịch vui chơi. Đức vua phán hỏi các đại thần rằng: Này các khanh, nay là ngày rằm tháng 12, trời thanh trăng tỏ, gió mát, cảnh vui, vừa cho chúng ta lưu lại trọn đêm để ngắm cảnh êm đềm lạc thú. Vậy các khanh có chi hay, hãy trình bày cho trẫm nghe. Khi ấy vị đại thần Alata tâu rằng: Hạ thần xét thấy, nếu bệ hạ đem binh chinh phạt thâu phục được các nước lân bang thành thuộc địa của đại vương là hay nhất. Đức vua nghe bèn cấm ngăn, không vừa lòng lời tâu ấy. Vị đại thần Sumana thấy đức vua không chấp thuận nên tâu: Hạ thần xin bệ hạ cho người sắm sanh cao lương mỹ vị, rồi cùng nhau ăn uống vui chơi, dạy cung nữ ca sang múa hát, thế mới thật là vui thú cho. Nghe tâu như thế, đức vua không vui và cũng không buồn, ngài nín thinh. Về phần đại thần Vicheya, thấy đức vua không ưa thích ngũ dục, cho đức vua là bậc trí tuệ. Lệ thường bậc trí tuệ hằng mong được nghe pháp, vậy ta nên tâu thỉnh đức vua đi nghe pháp, chắc ngài vừa lòng. Nghĩ rồi tâu: Tâu lệnh hoàng thượng, đêm nay đáng cho chúng ta đi tìm các sa môn hoặc bà la môn hay hàng trí tuệ học cao hiểu rộng, thấy xa mà luận đạo hoặc hỏi những điều nan giải để phá nghi cho chúng ta. Tâu hạ thần thấy như vậy mới thật là hạnh phúc cho chúng ta. Đức vua Angatiracha rất hài lòng, phán rằng: Khanh tâu như thế rất hay, vậy khanh biết rõ có bậc trí tuệ trong nơi nào đáng cho trẫm nghe đạo. Khi đức vua phán hỏi như vậy, vị đại thần Alata nghĩ rằng: Ta có một nội tổ là Gunachivaka, ngụ trong vườn thượng uyển, vậy ta nên tâu cho đức vua rõ. Để ngài đến đó cho nội ta được làm thầy đức vua thì vinh dự biết bao. Nghĩ như vậy rồi đại thần Alata bèn tâu rằng: Hạ thần có một nội tổ, hiện nay ngụ tại ngự uyển, ngài là thầy tổ của phần đông. Các ngài dạy toàn là lời chân chánh và biết tri túc. Xin thỉnh bệ hạ đến luận đạo với nội tổ hạ thần, tin chắc ngài sẽ phá nghi cho bệ hạ được. Đức vua Angatiracha bèn dạy sửa sang lông xa và mặc triều phục có quan quân hộ giá, cùng các đại thần ngự đến vườn thượng uyển. Khi gần tới, ngài xuống xe, đi chân không vào gần thầy Gunachivaka, rồi đưa tay lên lễ bái. Bạch ngài Gunachivaka, thần tứ đại của ngài được điều hòa không? Thường ngày, ngài có được thực phẩm cho vừa ngủ uẩn chăng? Không thiếu thốn thái quá chăng? Vân vân.
Khi đức vua Ôn Tồn tỏ lời hỏi ấm lạnh như thế, đạo sĩ Guna Chivaka đáp: Uy nghi, chính khiếu tôi đã duy trì như thường lệ. Thực phẩm cũng vừa đủ nuôi mạng, sự mạnh khỏe ốm đau khi vậy khi khác, vân vân. Tâu đại vương, trị vì được an vui, bệnh hoạn cũng không làm hại, đại vương được sức khỏe, kiện toàn chăng? Bạch, tôi trị nước được thái bình, thân tâm mạnh khỏe, an vui. Bạch đạo sĩ, chúng tôi đến đây hy vọng hỏi những pháp mà chúng tôi còn nghi nan, cho minh bạch điều gì nên làm, việc chi phải tránh. Song đức vua bạch hỏi rằng, thông thường đức vua trị an trong nước nên có thiện pháp với triều thần, phụng sự cha mẹ, các bậc thầy tổ và hàng trưởng thượng, đối với vợ con, đối với sa môn bà la môn, đối với dân chúng bằng cách nào, tu hành thế nào mới được lên cõi trời. Người trong đời này sau khi mệnh chung được sanh về nhàn cảnh bằng nghiệp lành nào, những kẻ phải sa đọa địa ngục do nhân ác gì? Với những câu mắc mỏ vi tế và cao thượng ấy, đức vua Angatiracha nên hỏi đấng chánh đẳng chánh giác hoặc thinh văn giác. Bằng không có các bậc thánh nhân thì tìm đức Bồ Tát, chẳng nên hỏi Guna Chivaka, khác gì kẻ mù trong đêm tối, biết gì mà giải được. Khi nghe hỏi như thế, đạo sĩ Guna Chivaka không biết pháp gì mà giảng cho vua nghe, nên thuyết về pháp tà kiến rằng: Tâu đại vương, ngài nên lắng nghe tôi giảng chánh pháp đây. Quả báo của thiện pháp không có đâu, không có tội phước gì cả. Những kẻ mà vô tri thức mới nói có tội, có phước mà bố thí, trì giới là có được phước. Tinh tấn bố thí, trì giới luật là luống công vô ích, làm cho tiêu hao tài sản. Thiên đàng địa ngục cũng chẳng có, đời này không, cha mẹ cũng không, mà ông bà, thầy tổ cũng chẳng có. Thường ngày đây, sự tốt xấu như nhau, lành dữ cũng chẳng có. Tiếng nói sát sanh, tiếng giết người cũng sai, ai giết, ai chết. Sanh ra là thành hình, là nơi tập hợp của bảy yếu tố, vui khổ và sinh mệnh. Đến khi tan rã bảy yếu tố, đất thì theo đất, nước, gió, lửa cũng theo mỗi yếu tố, vui khổ và sinh mệnh thì bay lên không trung. Như thế thì gọi giết ai, ai chết. Tiếng nói chúng sanh là gọi theo thông thường mà thôi, thật ra sự giết chết nhau không có. Khi bảy yếu tố tan rã chia lìa rồi, đời chỉ sanh là chết, là hết sinh mệnh. Hết thế nào được? Sinh mệnh ở trên không trung, người nào có thể làm cho hết sinh mệnh được? Mặc dù kẻ cướp đoạt của giết người như thế, nếu quan sát theo chân lý và tứ đại đem yếu tố đi, không có người cướp, cũng không có kẻ tà dâm. Tâu đại vương, con người trải đi trong vòng sanh tử luân hồi cho đến hạn kỳ 84 kiếp rồi thì tự nhiên trong sạch. Dẫu thực hành cho trong sạch đến đâu thì cũng phải đến hạn kỳ đó. Đức vua được nghe như thế phán rằng, nếu quả phước không có thì đi tìm nhà sư có ích gì. Nói xong, ngài liền đứng dậy ngự về thành. Khi đức vua đến gặp Guna Chivaka thì ngài lễ bái, lúc trở về thì ngài không từ giả chi cả. Vì Guna Chivaka thuyết pháp tà kiến như thế nên mới tiêu tan tất cả lợi lộc cúng dường như vậy. Sáng ra đức vua Angatiracha cho các đại thần tề tụ lại đông đủ hỏi phán rằng, kể từ đây các khanh hãy xếp đặt tìm kiếm cho đầy đủ ngũ dục để trang hoàng cung điện cho trẫm thọ dụng được an vui. Trẫm không còn phụng sự lớn nhỏ trong triều chính như trước nữa. Ba đại thần là Vicheya, Sunama và Alata hãy lãnh trách nhiệm chỉ huy thay thế cho trẫm đi, dẫu có việc đại sự chi cũng chẳng nên cho trẫm hay, trẫm không còn phải bận lòng gì nữa cả. Các phước xá đã tạo trước, nay nên phá hủy đi. Đến ngày 14, công chúa Rucharacha cho đòi các cung Nga đến dạy rằng, mai này là ngày mà chư thiên hội họp nhau,
chúng ta sẽ đi thăm vua cha. Các ngươi nên xếp đặt đồ trang sức và phục sức cho ta cho khác hơn ngày thường. Các cung Nga vâng lời, đem tràn hoa bằng lõi trầm hương quý giá và các ngọc báu cho công chúa trang điểm. Sáng hôm sau, công chúa cùng 500 cung nữ bạn của công chúa cùng nhau đến chầu phụ vương của nàng. Đức vua thấy công chúa đến chầu, ngài rất vui mừng, rồi ban thưởng cho nàng 100 lượng tùy ý sử dụng. Đây là vua cha cho theo thường lệ vì thương con, nhưng không ưa thích trong sự bố thí vì ngài đã chấp hẳn tà kiến. Sáng ra công chúa sắp đặt sẵn sàng để thọ trì bát quan trai giới và làm việc bố thí đến kẻ cô độc, nghèo đói, bệnh tật, vừa với chí hướng của nàng. Sự xu hướng của đức vua nghe theo lời Gunachivaka, dân chúng khắp thành Varanasi đều biết. Các cung Nga hay tỏ tự sự của đức vua, bèn vào tâu cho công chúa biết. Công chúa tỏ được nguồn cơn sanh lòng buồn thảm phiền muộn rằng phụ vương không nên thân cận với Gunachivaka, kẻ không biết hổ thẹn như thế. Phụ vương nên tìm hỏi đạo với các bậc sa môn chân chánh, lẽ đâu lại vấn đạo nơi Gunachivaka. Nay ngoài ta ra, ai dám khuyên phụ vương ta bỏ tà theo chánh được. Ta nhớ được 7 tiền kiếp và biết được 7 hậu kiếp thành 14 kiếp. Ta sẽ đem giảng các kiếp và những nghiệp mà ta đã tạo, cả quả mà ta đã chịu, cho vua cha nghe rõ, khiến phụ vương bỏ tà kiến mới được. Nếu ta vào chầu trong ngày nay, khi phụ vương hỏi nguyên nhân nào mà đến gấp, theo thường lệ, ngày rằm mới vào chầu. Nếu ta tâu rằng vì được nghe phụ vương theo tà kiến mới đến, thế là không hợp thời. Thôi ta chờ đến một ngày nữa, như đã quen đến chầu từ trước, ta giả làm như không nghe biết chi cả. Xét như thế, công chúa chờ đến ngày rằm, nàng trang điểm xong cùng đi với các cung Nga vào chầu vua cha. Khi công chúa lễ bái rồi nàng ngồi lên bảo tọa vàng, đức vua thấy con vào chầu rồi cùng các bạn gái dung nhan xinh đẹp như các ngọc nữ trên thiên cung, ngài rất vui lòng, rồi tỏ lời thiện cảm hỏi con rằng: Này con quý mến, hoàng cung của con có đủ đồ trang hoàng, có ao sen, hoa thơm đủ màu, có cung Nga mỹ nữ hầu hạ, con được vừa lòng ưa thích chăng? Tâu những trang sức, kẻ tùy tùng bộ hạ, cao lương mỹ vị mà phụ vương ban cho, con rất được hài lòng. Tâu mai này là ngày 30, có chư thiên hội họp, xin phụ vương cấp cho con 1000 lượng để con bố thí như trước mà hồi hướng phước báo đến phụ vương. Nói về đức vua Anjatiracha, từ trước ngài hằng ban của tiền đến công chúa Rucharacha, không chờ nàng phải xin và thường hay nhắc nhở nàng bố thí. Nay ngài không cho vì ngài đã tin hẳn theo tà kiến là bố thí không có quả phúc chi. Đức vua phán công chúa rằng: Này con Rucha, con đã bố thí nhiều, của cải cũng đã tiêu hao nhiều rồi. Từ đây con đừng làm việc bố thí nữa, con hãy lo ăn cho no bụng, vui chơi còn tốt hơn. Trước kia cha không biết, tưởng rằng là được phước, có quả báo, lợi ích mới khuyên con làm. Nay cha gặp giáo pháp mới nơi đạo sĩ Gunachivaka tu đạo lõa thể, là vị giáo sư cao quý lắm. Đạo sĩ dạy rằng không phước, không tội, thiên đàng không có, địa ngục cũng không, cha mẹ cũng không, đời này qua đời sau cũng chẳng có. Thường ngày đây, con người sanh ra là sanh với nhau, luân hồi 84 kiếp, rồi trở nên trong sạch tự nhiên. Gunachivaka dạy cha như vậy. Công chúa Rucha được nghe vua cha phán như thế, nàng rất buồn thảm.
Ôi, phụ vương ta đã chấp hẳn theo Guna Chivaka, vậy ta nên tường thuật 14 kiếp mà ta nhớ được. Cho phụ vương ta nghe rõ quả phước và quả tội, để phụ vương bỏ tà quy chánh trong giờ này. Xét như thế, nàng Rucha tâu rằng, tâu phụ vương, các bậc trí tuệ từ ngàn xưa có tuyên ngôn rằng, kẻ nào gần hạn si mê thì sẽ thành si mê, thân cùng lầm lạc thì sẽ lầm lạc theo. Đây là những lời của những bậc tiền bối. Phụ vương là dòng dõi cao sang quyền thế, có nhiều trí tuệ, lẽ đâu lại nghe lời của Guna Chivaka là hạng thấp hèn, vô ý thức. Phụ vương là bậc trí tôn trong đời, không xu hướng theo tà kiến. Những lời mà Guna Chivaka đã giảng toàn là những điều xấu xa, tội lỗi, hắn không biết hổ thẹn, phụ vương không nên tin tưởng. Vả lại, lời nói trước và sau không hiệp nhau rằng tội không tội, phước không phước, không có lợi ích, phước tội cũng không. Đến 84 kiếp thì trở nên trong sạch. Như thế, tại sao hắn không đi theo ngũ dục, lại tu làm đạo sĩ lõa thể làm chi cho phải khổ sở như vậy? Guna Chivaka là kẻ lạc đường, không thấy xa như con phù du, con thiêu thân, thấy ánh sáng lửa trong đêm, cho là vui, rồi nhảy vào lửa mà phải chết. Phù du chết vì ngọn lửa thế nào? Guna Chivaka theo tà kiến, tìm không thấy hạnh phúc, sẽ chịu khổ trong bốn ác đạo vì sự lầm lạc khác nào thiêu thân trong đó vậy. Những người đã lầm lạc, tin theo Guna Chivaka, ác sẽ bị hại chẳng sai, như loài cá ăn mồi của ngư ông sẽ bị khổ chết, không sao tránh khỏi thế nào. Kẻ tin lầm theo lời của Guna Chivaka, ác sẽ xa trong bốn ác đạo, chịu khổ lâu đời. Tâu phụ vương, con xin thí dụ cho phụ vương rõ. Như người thương mại chở chuyên rất nhiều hàng hóa vì mong được lợi, tưởng là thuyền to, đến khi nước ngập vào, thuyền đắm trong biển, khác nào kẻ làm tội mà chưa chịu quả khổ, là vì quả khổ chưa đến kịp nên còn hưởng sự vui. Khi nhân ác cho quả, phải mang lấy nghiệp khổ không sai. Lệ thường người sinh ra trong đời nên gần bạn lành và có hạnh kiểm tốt, biết tội phước, biết tốt xấu, lợi hại, chánh tà, thân cận các bậc hiền minh, bác học, lánh giữ làm lành, bố thí, trì giới, tham thiền, niệm Phật, nghe Pháp. Những người được gặp thầy, bạn lành như thế thì hằng được vui trong cõi này. Đến kiếp sau, được gần bậc có giới đức, dẫn dắt, nhắc nhở, khuyên lơn thì sẽ trở nên bậc hiền nhân, biết rõ rằng đây là lành dữ, kia là tội phước. Khi đã rõ tội hay phước rồi là nhân cho mình, bỏ dữ về lành, chỉ làm điều phải đem hạnh phúc đến mình và cho kẻ khác. Do nhờ thân cận bậc trí tuệ như thế, những người tìm giao thiệp với bậc trí tuệ sẽ thành những bậc trí tuệ giống nhau. Ví như lá cây có rải nước thơm, kẻ gần bậc hiền minh sẽ được các ngài dìu dắt lên phẩm hạnh thanh cao đến nơi giải thoát. Những kẻ làm bạn cùng hạng si mê hằng gặp những điều bất hạnh, những hạnh phúc dần dần sẽ hao mòn, của cải sẽ tiêu tan. Vì hạng si mê vô trí tuệ thường trú trong việc ác là sát sinh, trộm cắp. Mặc dù mình chưa quen làm, chỉ thân thiết với kẻ si mê, mình sẽ trở nên hạng si mê. Ví như lá cây mà họ dùng gói cá thối, thì lá trở nên hôi thối thế nào, người thân cận với kẻ ác sẽ là người ác như thế. Những người hay tìm gần kẻ si mê, ắt sẽ làm điều tội lỗi, rồi sẽ sa đọa trong địa ngục. Do đó, hàng trí tuệ không bao giờ thân cận với kẻ tối tâm, lầm lạc,
và luôn luôn tránh xa họ. Vì khi đã si mê vô trí tuệ rồi, hằng lầm lạc làm những việc trái với công lý và phải chịu khổ trong ác đạo lâu đời. Tâu, phụ vương, nếu phụ vương tôn sùng và tin lời Guna Chivaka không nên đâu. Quả của thiện pháp có, quả của ác pháp cũng có. Làm lành hằng được vui, lành dữ phải chịu khổ. Chẳng phải như lời Guna Chivaka đã giảng đó đâu. Những hàng nam nữ nào tinh tấn, bố thí, trì giới, các nam nữ ấy sẽ đến Niết Bàn. Kẻ nào làm điều tội lỗi phải chịu khổ trong bốn ác đạo. Luân hồi sanh tử nhiều kiếp. Khi luân hồi đến, 84 kiếp rồi, được trong sạch, chẳng phải đâu. Tâu phụ vương, xin phụ vương hãy lắng nghe con tâu cho phụ vương rõ các tiền kiếp của con như vậy. Một kiếp trước, con sanh làm con trai của người thợ bạc, ngụ trong kinh đô Ratchagaha. Thuở đó, con gần bạn ác, nên tà dâm với vợ con người. Nhưng khi hấp hối, nghiệp ác đó chưa trả quả, nghiệp lành của con đã tạo trong kiếp trước nữa đến cho quả, nên con sinh làm con trai của 1 triệu phú, có 800 triệu trong thành Kosambi. Kiếp này con được gặp bạn lành, bạn con dẫn dắt con biết tội phước chánh tà và nhắc nhở con làm việc lành, nhất là bố thí trì giới. Con tinh tấn thọ trì bát quan trai thường, nhưng đến khi mạng chung, cái phước đó chưa cho quả kịp. Nghiệp dữ mà con đã tạo khi làm con trai của người thợ bạc theo kịp. Nên sau khi chết, phải sa đọa trong địa ngục Rorua rất lâu. Hôm nay con nhớ đến những thống khổ đó nên không dám cẩu thả, dễ vui. Con bị khổ trong đại ngục Rorua, muôn phần thê thảm, không sao tả xiết. Ra khỏi địa ngục rồi cũng chưa hết tội, con lại sanh làm lừa của 1 vị đại thần trong thành Nakataracha. Họ bắt thiến và dùng để cởi. Nếu không cởi thì họ bắt kéo xe, rất nặng nề, khổ nhọc. Khi chết khỏi kiếp lừa, sanh làm khỉ trong rừng. Khi ra khỏi lòng mẹ không bao lâu, bị người ta bắt đem về thiến, rất đau khổ. Kêu la đến đâu họ cũng thiến cho được. Đây cũng vì tội tà dâm đã tạo trong kiếp người. Khi là con thợ bạc, tâu, sau khi chết khỏi kiếp khỉ, sanh lên làm người lưỡng tính trong thành Wachiracha. Do tội tà dâm còn dư sót, song do nhờ phước hỗ trợ nên mới làm người như vậy. Cha, mẹ, anh, em, ông bà, thân tộc, bậu bạn hằng thương yêu con luôn. Sau khi chết, con được sanh lên cõi trời là 1 thiên nữ, hưởng phước trên đao lợi thiên cung, là hoàng hậu của đế thích. Được làm hoàng hậu của đế thích 4 kiếp, đến kiếp thứ 5, con sanh ra là hoàng hậu của vị trời Chawana. Một ngày nọ, Đức Chawana dẫn đi ngoạn cảnh cùng các ngọc nữ tùy tùng đến hái hoa. Các ngọc nữ hầu hạ hái hoa đến tràng đặng trang điểm cho con. Trong lúc đó con hết phước nên hạ sanh làm con của phụ vương hiện giờ. Nay con đã được 16 tuổi rồi, nhưng đối với cõi trời thì chỉ 1 phút mà thôi. Nên vị trời Chawana và các cung nữ chưa biết con đã chết, còn đang lo xỏ hoa trang điểm cho con. Khi bỏ ngũ uẩn kiếp này, con sẽ sanh lên cõi trời có nhiều uy lực và sẽ khỏi làm người nữ kiếp này đây. Y đăng Narada Watthung. Về truyện Đức Narada đây, chư thiện nam tín nữ được nghe biết như đã vừa giải qua, có lẽ nghi ngờ và đặt câu hỏi rằng tại sao nói nàng công chúa nhớ được 14 kiếp, 7 kiếp trước và 7 kiếp sau, nay lại thấy giải 13 kiếp và 1 kiếp vị lai, tại sao? Xin giải rõ rằng, nàng công chúa Rucha nhớ được 7 tiền kiếp
vì căn cứ khi nàng làm hoàng hậu của Đức Đế Thích không phải đề cập về kiếp hiện tại, khi nàng là công chúa Rucha đây. Bởi kiếp nàng là hoàng hậu của Đức Đế Thích đó, nàng nhớ được 7 kiếp vị lai và 7 tiền kiếp. Khi được sanh ra là công chúa Rucha đây, nàng chỉ nhớ được 13 kiếp và 1 kiếp vị lai như thế thôi. Nàng công chúa Rucha giảng giải về tiền kiếp và vị lai kiếp cho phụ vương nàng nghe. Có lời kệ ngôn rằng, người nào mong được làm người nam trong mỗi kiếp cần phải giữ không tà dâm cho trong sạch. Người đã rửa sạch chân rồi, hằng tránh không cho dính bùn vì sợ dơ bẩn. Vả lại, kẻ nào mong được lên cõi trời nên chừa cãi những điều tội lỗi, phải hành theo thập thiện, thân, khẩu, ý lành, trú trong pháp không cẩu thả, appamadathamma, đừng làm hại chúng sanh. Chúng sanh sinh ra trong đời có đủ sự sang cả, uy quyền, được nhiều người kính mến tôn sùng, đều nhờ nghiệp lành của mình đã tạo từ bao kiếp trước. Tâu phụ vương nên suy nghĩ, xem tất cả 16.000 cung nga mỹ nữ, quốc sắc thiên hương như hàng ngọc nữ, ngày đêm hầu hạ phụ vương. Phụ vương được các nàng hầu hạ, chầu chực do nhân nào, hay là phụ vương ngủ rồi có được, hoặc phụ vương làm điều ác đức mà được? Phải chăng nhờ kiếp trước phụ vương có bố thí làm lành, nên nay mới được thọ hưởng cao sang như vậy? Xin phụ vương bình tâm suy xét cho tường tận. Phụ vương nghe lời của Guna Chivaka, rồi phụ vương xét lại lời của bạn lành như con đã dạy. Phụ vương tin rằng đời này có quả báo như thế đi. Các sa môn, bà la môn cũng có. Phụ vương đừng nghĩ sai như vậy. Công chúa chỉ con đường lên thiên cung cho đức vua cha, nhận thức phân minh như thế. Đức vua Angatiracha được nghe thì vui thích, vừa lòng lời giải của công chúa, nhưng vừa lòng bằng cách trống không, vẫn chấp hẳn tà kiến, một mực không chịu dời đổi kiến thức. Đây là do sự thân cận với kẻ si mê, thiếu trí tuệ mới trở nên lầm lạc như thế. Các bậc trí tuệ nên quán tưởng cho thấy rõ mà tránh xa. Kẻ si mê ta chẳng nên ăn ở chung với kẻ ấy, xem kẻ đó như nọc độc. Nhưng khi đã lỡ, nên tìm gần các bậc hiền minh. Vướng nọc độc rồi, nên tìm các bậc hiền minh có thể sửa chữa khỏi được. Trái lại, kẻ nào thân cận với hạng người si mê, khó gỡ cho khỏi tay độc ác được, và ắt sẽ bị hại không sai. Khi công chúa Rucha hết lòng giảng dạy cho phụ vương nàng nghe, từ sáng sớm cho trọn đêm như thế, mà cũng không làm cho vua bỏ tà kiến theo chánh kiến được. Khi công chúa đã hết lòng khuyên giải để thức tỉnh vua cha mà bất thành như vậy, nàng nghĩ ta phải tìm phương pháp nào cho vua cha bỏ tà theo chánh mới được. Nghĩ xong, nàng bèn đưa tay lên quỳ vái, khẩn cầu mười phương nguyện rằng: các ngài sa môn, bà la môn có giới đức, chư thiên, phạm thiên có nhiều uy lực trong thế gian, xin giúp tôi để cởi mở tà kiến cho phụ vương tôi. Nếu ân đức của cha mẹ có thật, cầu xin các ngài hãy làm cho phụ vương tôi đừng vướng tà kiến nữa hiện trong giờ này. Khi công chúa Rucha cầu nguyện xong, rồi quỳ lại mười phương, khiến cảm ứng đến Đức Bồ Tát của chúng ta là Đức Narada. Ngài có nhiều đức từ bi, thường tìm xem sự phải quấy của chúng sanh. Khi Đức Bồ Tát Narada quán tưởng thấy rằng công chúa Rucha mong phụ vương nàng bỏ tà kiến, cầu khẩn chư thiên hộ trì, ngài suy nghĩ rằng thật vậy, ngoài ta ra không ai làm cho đức vua Angatiracha bỏ tà kiến được. Vậy ta hãy tế độ nàng công chúa Rucha cho phụ vương nàng bỏ tà kiến, đem đến chúng sanh những điều hạnh phúc. Hôm nay ta nên xuống bằng cách này đây. Ta giáng hạ xuống bằng tướng người xuất gia có phạm hạnh là bậc
mà đại chúng thường tôn kính. Bồ Tát xét như thế, liền biến ra người xuất gia, tướng mạo đường đường chính chính, có đủ y bát rõ ràng, hào quang chiếu sáng như vầng trăng tỏ trong đêm rằm. Ngài ngự trên không trung, ngay trước mặt vua Anjatiracha trong lúc ấy. Ý nghĩa nào không rõ rệt trong câu chuyện Đức Thế Tôn khi thuyết có ý nghĩa đó? Ngài giảng bằng câu chuyện Phật ngôn rằng: Phikkhawe, này các thầy tỳ khưu, khi Đức Bồ Tát xem thấy trong thế gian có Đức vua Anjatiracha tà kiến, rồi thương hại công chúa Rucha, nên giáng hạ từ cõi trời phàm thiên, ngự trên không trung ngay hoàng cung. Trước mặt công chúa Rucha, nàng xem thấy hết lòng hoan hỷ rằng: Ngài đến trong giờ này đây là vì trời từ bi sẽ tế độ ta, sẽ làm cho phụ vương ta bỏ tà kiến không sai. Rồi nàng quỳ lại Đức Bồ Tát trong khi ấy. Nói về Đức vua Anjatiracha, khi thấy Đức Đại Phạm Thiên Narada ngự trên hư không ngay mặt Ngài, Ngài sợ uy đức của trời Phạm Thiên không thể ngồi trên bảo tọa được. Ngài bèn ngự xuống, đứng nơi đất mà hỏi rằng: Kutonu Agachasi Dewa Wani Ophasayan Sabarati Chandimawa Kathehi Mepuchitang Namagotalang Kathangna Chananati Manusaloketi. Tôi xin hỏi Ngài, Ngài có tướng mạo quang minh như chư thiên, hào quang của Ngài chói lọi trên không trung như ánh sáng mặt trăng trong đêm. Ngài đây từ nơi nào đến? Quý danh Ngài là chi? Xin Ngài cho tôi biết rõ tên họ phân minh. Đức vua Anjatiracha cho rằng Đức Narada là hạng phàm nhân nên không làm lễ. Đức Narada hiểu rằng Đức vua Anjatiracha tưởng là cõi khác không có, vậy ta nên giảng cho vua hiểu rằng cõi khác cũng có. Nghĩ rồi Đức Bồ Tát tỏ bằng kệ ngôn rằng: Anang pide quato idani ema o sapphayang sabbarati chandimawe akapite puchito namagotang chananti narodo kasapoti. Này đại vương, ta đây từ cõi chư thiên mà đến, vì ta là trời nên mới có hào quang rực rỡ như ánh sáng của mặt nguyệt trong đêm. Đại chúng nên biết ta là Narada họ Kassapa đây. Đức vua Anjatiracha nghe được rồi nghĩ rằng Đức Narada nói Ngài từ thiên cung mà đến, lời này chứng tỏ rằng có cõi khác. Vậy điều này ta sẽ hỏi sao? Đức vua Anjatiracha bèn hỏi rằng: Bạch Đức Narada, tướng mạo của Ngài thật khác phàm phu, uy đức của Ngài rất đáng tôn trọng. Đức Narada ngự trên không trung, đi trên không trung thật là phi thường. Tôi xin hỏi về thần thông mà Ngài Narada có đó, do nhân nào, nguyên nhân chi? Sanh chất thầm mô quá đá mô bạc chá bát tô quân na ná mê tết chá gà tá Purama. Tâu đại vương, tôi hiện thần thông đây vì tôi được chế ngự ngũ căn, đè nén phiền não pháp là san tham sân hận si mê. Tôi tinh tấn bổ túc không bỏ qua thiện pháp, nhân đó nên thần thông và uy lực mới được toại nguyện đi đứng ngồi trên không trung được như vậy. Đức vua Anjatiracha đã chấp hẳn tà kiến trong tâm, khi được nghe Đức Narada giải như vậy thì sanh nghi cho rằng điều nói có thiên đàng đó tin được không, mới hỏi rằng: Bạch Ngài Narada, Ngài dạy pháp cho kết quả thần thông phi thường, lời Ngài nói đây thấy rằng có phước như thế nào? Đây là những điều Ngài vừa giảng qua, nhưng tôi còn sanh nghi ngại. Đại vương cứ hỏi theo ý muốn đi, tôi cho phép không sao đâu. Tôi sẽ giải cho đại vương được phân minh, cho hết hoài nghi. Chẳng phải tôi giải bằng lý thuyết suông đâu, tôi sẽ cụ thể hóa cả lý nhân quả trước sau
để phá nghi cho đại vương. Vậy đại vương hoài nghi điều gì? Cứ tùy tiện hỏi đi. Đức vua Angatiracha bèn bạch hỏi rằng, bạch ngài Narada, tôi hỏi đây xin ngài trả lời theo chân lý, đừng dối giả. Này ngài Narada, điều mà chúng sanh hằng gọi là chư thiên, phạm thiên cõi này, cõi kia, có thật hay không? Chư thiên nam, chư thiên nữ, có thật chăng? Này đại vương, chư thiên có thật, đức đế thích, đức phạm thiên có thật, cõi này, cõi kia có thật, như chúng sanh đã kêu rằng, Kame Sukhita Midakwa Mulaha, người không nhìn nhận trong thiện nghiệp là kẻ vô trí tuệ đó, không biết rằng có chư thiên nam, chư thiên nữ, có đức đế thích, đức phạm thiên, có cõi này cõi khác, thế gọi là người thiếu trí tuệ và trí nhớ. Đức vua nghe Đức Narada trả lời như vậy, bèn cười nhạo rằng, bạch ngài Narada, ngài nói cõi khác có, con người ra khỏi cõi này, sanh lên cõi khác, có gia tài của cải, chỗ ngủ, nơi ăn trong cõi khác, trong ngày vị lai có thật. Nếu ngài Narada thấy chắc, tin chính xác như thế, xin ngài cho tôi mượn 500 lượng, song kiếp này tôi chưa trả. Ngài Narada sẽ lấy lại trong kiếp sau, tôi sẽ trả bằng 2 số mà Đức Narada cho tôi mượn đó, nghĩa là tôi sẽ trả 1.000 lượng trong kiếp vị lai. Đức Narada dám cho tôi mượn không? Khi Đức vua Angatiracha nói như vậy, Đức Đại Phạm Thiên Bồ Tát tỏ lời khiển trách rằng, đại vương nên hiểu, nếu đại vương có giới, lời nói ngay thật, là người hiền lành, có thiện pháp trong tâm, khi ra khỏi cõi này rồi, không sinh trong 4 ác đạo, như thế tôi mới cho đại vương mượn 500 lượng. Còn đại vương không có giới đức, không chân thật, có tâm ác, xa lánh thiện pháp, từ trước tới giờ chỉ có si mê, sân tham, theo phái tà kiến, thì không sao tránh thoát 4 ác đạo đâu. Phải xa trong địa ngục, chịu khổ não muôn phần, lâu đời, nhiều kiếp. Như thế, 1.000 lượng đó biết bao giờ đại vương mới đem trả lại cho tôi. Dẫu tôi có theo dõi hỏi cũng không được, vì lửa địa ngục có ai thay thế ai, tôi đâu dám theo đòi đại vương trong địa ngục. Thông thường trên thế gian này, nếu họ thấy ai tốt, lành, thì cho mượn hoặc cho luôn cũng có. Còn họ biết rõ là kẻ xấu, không ngay thật, cho mượn thì không gì mà đòi được. Như vậy, họ đâu cho. Như đại vương đương mở miệng, mượn 500 lượng để kiếp sau trả 1.000 lượng. Tôi quan sát, biết rằng khó đòi lại được, vì đại vương là kẻ tội lỗi, chấp tà kiến, đã phá bỏ các phước xá bố thí từ trước, không thọ giới, cũng không niệm Phật, chỉ làm việc ác, tà dâm vợ con người. Đại vương tạo đầy tội ác sau khi đã tan rã ngũ uẩn, phải xa địa ngục. Như vậy, đại vương được của đâu mà đại vương trả cho tôi? Dẫu tôi có theo đòi đại vương trong địa ngục đi nữa, cũng vô ích. Khi Đức Phạm Thiên Bồ Tát nói như thế, vua Angatiracha không lời lẽ nào đáp lại được, đành nín thinh trong khi đó. Trong lúc ấy, đại chúng rất hân hoan, sung sướng, reo mừng khắp kinh thành rằng Đức Narada có nhiều uy lực, đáng làm cho Đức Vua bỏ tà kiến được. Nhờ thần lực của Đức Bồ Tát, tất cả nhân dân trong thành Mithila rộng hơn 6 do tuần đều được nghe Đức Narada Bồ Tát giảng đạo. Đức Narada Bồ Tát nghĩ rằng Đức vua Angatiracha này đã chấp vững lập trường tà kiến, vậy ta nên tả cảnh khổ hải nơi địa ngục cho ngài sợ mà bỏ tà kiến, rồi sẽ cho thấy cảnh hạnh phúc trên thiên cung, an ủi cho ngài vui thích mới được. Đức Bồ Tát bèn nói rằng, này đại vương, nếu ngài không bỏ tà kiến, sau khi chết, sa vào địa ngục, được thấy loài thú to,
miệng lửa cháy đỏ đến cắn mổ, banh da, xẻ thịt, uống máu đại vương, thân hình đại vương đứt từng đoạn, máu chảy dầm về, xem rất thê thảm. Chết rồi phải sống trở lại, chịu khổ nữa, phải bị lao sắt đâm từ đầu đến chân, ví như cá bị người lấy cây đâm từ miệng đến đuôi. Chết rồi tái sanh để chịu khổ nữa. Có quỷ sứ dùng các thứ vũ khí, lửa cháy, hỏa hào, đánh đập tội nhân cho thân thể đứt lìa từng khúc. Đại vương càng kêu la khóc kể thì càng bị đâm bằng búa, lao, rìu, niềng sắt cháy đỏ. Đại vương chạy khỏi địa ngục đó, quỷ sứ rượt theo đánh đập, bảo phải trèo lên địa ngục cây gòn, có gai sắc nhọn, bén dài 16 ngón tay, cháy hỏa hào. Đại vương vừa leo lên phía dưới, quỷ sứ dùng côn sắt cháy đỏ đánh đập, làm cho gai sắc cây gòn đâm thủng đến thịt, đến xương. Khi đại vương leo lên bị đánh, lúc tuột xuống cũng bị đập, rất là đau khổ, không sao kể xiết. Quỷ sứ đánh đập như thế cho đại vương chạy đến địa ngục gươm. Vào địa ngục này, gió quạt lá cây thành gươm, chém đứt tay, chân, mũi, miệng, mặt, rồi sa vào địa ngục đồng sôi. Cảnh khổ trong chảo đồng sôi thật là thảm khốc. Xong quỷ sứ thả cây sắt cháy đỏ cho uống nước đồng sôi. Đại vương chịu đau khổ, không sao kể xiết. Chết rồi còn sống lại để chịu hành phạt như vậy nữa. Như thế ai theo đòi 1.000 lượng bạc trong các địa ngục đó được? Này đại vương, nếu đại vương không bỏ tà kiến, sẽ đọa trong địa ngục, bị quỷ sứ hành hạ. Bắt đại vương tra vào xe sắt cháy hỏa hào, như bò trâu bị kéo xe vậy. Rồi quỷ sứ dùng côn sắt cháy đỏ đánh bổ trên đầu, thân thể toàn mủ máu. Như vậy đại vương nghĩ sao? Đức vua Angatiracha khi được nghe Đức Narada Bồ Tát giảng thuyết như thế, kinh tâm tán đởm, sợ hãi vô cùng, mong tìm nơi nương dựa ở Đức Bồ Tát. Bèn tỏ lời cầu khẩn rằng: tôi được nghe Đức Narada giảng giải các nỗi thống khổ trong địa ngục, tôi lấy làm ghê sợ, tâm hồn rung động, ví như cây tróc gốc, lá lìa cành. Tôi là người lầm lạc. Nay tôi nhận biết mình là si mê, lầm lạc rồi. Tôi rất sợ khổ trong địa ngục. Nay tôi không nơi nương nhờ, ví như người bị chìm thuyền trong biển cả. Cầu ngài Narada từ bi cứu vớt tôi, ví như cù lao là nơi nương nhờ của người bị chìm thuyền nơi đại hải. Xin ngài Narada là nơi nương cậy của tôi, như ngọn đèn là nơi nương nhờ kẻ lạc đường trong đêm tối. Giờ đây tôi chỉ biết nhờ ngài Narada mà thôi. Xin Đức Narada từ bi thương xót chỉ dẫn tôi, giảng giải con đường thiên đàng trong sạch, để tôi tinh tấn thực hành theo trong giờ này. Thấy Đức vua Angatiracha đã hối cải ăn năn, bỏ tà theo chánh, Đức Narada Bồ Tát bèn chỉ rõ con đường tu hành trong sạch để dẫn dắt đức vua như vậy. Này đại vương, các đế vương ngày xưa là Urinaracha và 6 đức vua khác, các ngài hằng bố thí đến các vị sa môn, bà la môn, nên sau khi tan rã ngũ uẩn đều được sanh lên 6 cõi trời dục giới thiên. Chẳng phải chỉ có thế thôi đâu, còn rất nhiều đức vua khác có đức tin trong sạch, bố thí, trì giới, rồi cũng được sanh lên cõi trời. Ngài hãy chuyên cần làm phước bố thí, trì giới cho trong sạch đi. Quả phước của sự bố thí có thể đem ngài lên cõi trời. Ngài nên cho người đem cơm, nước, y phục, vân vân cho đến kẻ cô độc nghèo nàn và dân cúng đến bậc tu hành. Đại vương dạy quân đi báo cáo cho dân chúng trong và ngoài thành hay,
Ai mong được cơm nước, y phục vân vân thì đến thọ lãnh về dùng. Những trâu, bò, ngựa, voi đã già yếu, ngài nên cho thả, đừng bắt chúng nó kéo xe, làm việc nặng nề như trước nữa. Với những quan lại tuổi đã già, sức yếu, đại vương chẳng nên thải hồi, phải ban huệ như trước. Này đại vương, tôi khuyên đại vương lánh dữ làm lành. Đây là chỉ mong đại vương tránh khỏi bốn ác đạo, được lên thiên cung. Khi sanh lên thế gian, sẽ được giàu sang phú túc nhờ sự bố thí như thế. Quả báo của sự bố thí sẽ đem đến người nghèo đói được sự an vui, được thiên hạ yêu mến, kính vì. Mặc dù phước bố thí cao quý như vậy, cũng chưa bằng phước của sự trì giới. Trì giới có nhiều quả báo hơn bố thí. Người tinh tấn trì giới ví như trang điểm bằng bảy báo quý giá nhất trên đời. Kẻ không trì giới ví như không trang sức. Silangyana Muttanang. Giới ví như một cơ quan giao thông để thoát khổ, có thể dẫn chúng sanh thoát ly ác đạo. Giới là phương tiện để đưa hành giả lên cõi trời Niết Bàn. Giới làm cho người được tinh khiết khỏi phiền não. Silamokkhasa Sappana. Giới là cái thang cho người đi đến nhàn cảnh là Niết Bàn. Này đại vương tinh tấn thọ năm giới. Tám giới đừng cho dứt, vì quả báo của giới thật là cao quý nhất. Đức Bồ Tát giảng giải về pháp bố thí và trì giới như thế rồi, Đức Bồ Tát nghĩ thêm rằng, thật Đức Vua này, nếu như ta thuyết pháp, đem thí dụ thân thể với lông xa, ngài sẽ ưa thích lắm. Đức Bồ Tát liền giảng rằng, này đại vương, ngài đem thân thể của ngài như lông xa, chú tâm như người sa phu, có tâm không làm khổ chúng sanh, nên chia sớt vật dụng đến các thầy sa môn, bà la môn, kẻ cơ hàng đói khát và cô độc. Tampa dasana, chế ngự hai chân, không làm ác nghiệp bằng chân. Tăng hatasana, chế ngự hai tay, không làm nghiệp dữ bằng tay. Tăng kuchisana, chế ngự bụng là dùng thực phẩm cho vừa. Chế ngự miệng, đừng nói chuyện nhiều, chỉ nói những lời hữu ích, ngay thật, hiền lành, mát mẻ, hòa nhã, đoàn kết. Đừng dùng lời sang đàn, mất thì giờ quý báu. Cần phải nói lời nhã nhặn với tất cả mọi người. Có đức tin trong sạch đối với tam bảo, tìm nghe thuyết pháp, chế ngự, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm. Đừng để ác pháp phát sanh lên được, như dây cương, giữ ngựa, chạy cho ngay, không cho sân hận, do tâm bác ái đến mọi loài. Tham thiền tập trung tư tưởng vào một đối tượng, cho tâm không phóng túng, theo ngoại trần, cho trí tuệ phát sanh để diệt trừ phiền não, nhất là tà kiến ngã mạn. Muốn cho các đức tánh ấy mau được tấn hóa, cần phải thân cận bậc trí tuệ, làm người dễ dạy, thật tâm vâng lời chỉ giáo của các ngài. Đó là điều cần thiết. Đức Bồ Tát thuyết pháp cho Đức Vua Angatiracha bỏ tà kiến như thế, rồi khuyên Đức Vua thọ trì bát giới, nên tâu rằng, từ nay đại vương đừng gần kẻ ác, phải tìm nương với bạn lành, chớ dễ vui, quên mình như trước nữa. Xong Đức Narada Bồ Tát tỏ lời khen công chúa và khuyên bảo các cung nữ, rồi ngài trở về cõi trời Phạm Thiên theo uy lực thanh cao, thấy rõ trước mắt đại chúng như thế. Về phần Đức Vua Angatiracha, ngài thực hành theo giáo huấn của Đức Narada Phạm Thiên Bồ Tát, bố thí, trì giới, tham thiền sau khi thăng hà, được lên cõi thiên cung. Sattha Isang Thamma Desanang Aharitwa. Đức Chánh Đặng Chánh Giác khi giải về tích Đức Phạm Thiên Narada Bồ Tát, rồi ngài gọi Phikkhawe, này chư tỳ khưu, Uruvela Kassapa được bỏ tà kiến không phải chỉ nhờ Như Lai trong kiếp này đâu,
thọ sinh làm đức vua Angati Racha, được bỏ tà kiến, cũng do Như Lai trấn áp như đã dạy trên. Đức Thế Tôn bèn hội các tiền kiếp như vậy. Tada, trong khi đó, Alato, đại thần Alata, nay là Đề Bà Đạt Đa. Sunamo, đại thần Sunama, nay là Phát Đa Chi Tera. Vichayo, đại thần Vichaya, nay là Đại Đức Xá Lợi Phất. Vichako, Vichaka, nay là Đại Đức Mục Kiền Liên. Là Chanaputto, Đức Vua Chiwana, nay là Tỳ Khưu Sunakata Phikhu. Guno Guna Chivaka, nay là Achelakachi. Rucha, công chúa, nay là Đại Đức Ananda. Racha, Đức Vua Angati Racha, nay là Đại Đức Uruvela Kassapa. Maha Brahma Bodhisattva, Đức Đại Phạm Thiên Bồ Tát, tức là Như Lai. Sammasambuddho, là Đức Chánh Đẳng, Chánh Giác đây.